Anh ơi, xe của anh em ra, em gửi xe Hoàng Hà cho anh rồi nhá. Đây em chờ xe thôi anh nhá. Chốc em gửi số điện thoại cho anh đây nhá. Lúc nào anh nhận xe này, anh mở cái xăng này xuống nhá, anh mở thẳng xuống là được nhá. Là anh dẫn lỗ nhá. Đấy, biển số em đang tháo ra rồi. Đấy. Anh nhớ gạt lên trên hoặc gạt xuống dưới đều được hết. Đấy, bây giờ em gửi cho anh đây. Đây Hà Nội đây. Em đang ở Mường Thanh nhá. Đấy. Tất cả anh chị em mà theo dõi cái video này của em nhá, mà có nhu cầu mua chiếc xe, dọn chiếc xe giống hệt thế này nhá, thì anh nhớ này này. Đây là win chính hãng Honda. Anh em thích màu đỏ em có màu đỏ, anh em thích màu xanh có màu xanh, anh thích tem gì em có tem đấy. Và giá mà đến tay anh em ấy, tổng vệ sinh từ A đến Z, cả gốc lẫn lãi của em là từ 20 triệu trở lên anh em nhá. Là anh em có chiếc xe win Honda chính hãng đây rồi. Đấy, chỉ từ 20 triệu trở lên. Đấy, mới cho anh em. Bánh bánh bô thụt mới tinh này. Đấy, bô không chữ này. Đấy. Lốc này, hơi đầu bò này, chế này, bình xăng zin này. Đấy, pha đèn vành đèn xi nhan zin này. Đây là đạt theo cầu khách đồng hồ này. Thụt trước này, anh thấy chưa? Mới phun như này cả gốc nó lãi mới có 20 triệu anh em nhá. 20 triệu cả gốc nó lãi đến tay anh em, trở lên là có một chiếc xe như này. Đấy, tiền đến đâu xe đẹp đến đấy, giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em sẽ nhận là giá trị xe bấy nhiêu. Đấy, bây giờ em ship cho anh ở bến xe Yên Nghĩa đây. Em đang chờ xe Hoàng Hà đến bốc. Bọc đi Thú. Bọc đi, bọc đi. Đấy anh em nhá, bây giờ bắt đầu ship đi đây. Tất cả anh chị em mua xe dọn xe alo cho em. Một là em có thể ship tận nhà anh em. Hai là em sẽ gửi ô tô, xe khách và em sử dụng Nhất Tín. Đấy. Quá đẹp đúng không bác? Một thời luôn đấy chứ. Anh em này. Đấy. Này là một thời để nhớ đấy. Win đấy, phục hồi, làm xử lý, bảo dưỡng, làm từ A đến Z cho anh em mà tổng đến tay nên anh em có bao nhiêu đâu. 20 triệu bạc trở lên đã có chiếc Win như này rồi. Xe này anh em đi chơi được, đi làm được. Đấy, em đang bọc đây rồi anh em nhé. Ông anh Hà Nội đợi em nhé. Từ A đến Z luôn. Đấy, từ A đến Z luôn. Tổng mới có 20 triệu trở lên thôi. Như chiếc xe như này, cơ bản chiếc xe này là tổng đến tay anh đấy là có 25 triệu thôi anh em nhé. Là được bình xăng zin, thủ trước zin. Đấy. Bô không chữ. Dọn phun mới. Còn 20 triệu là có chiếc xe như này rồi anh em ạ. Đấy. Quá rẻ cho một cuộc tình. Cái này những bác tầm tuổi bác là nhìn cái xe này là đam mê này. Vì cái xe này là tầm tuổi các bác đấy đúng không? Tầm tuổi các bác 20 triệu tất cả. Là không mất cái gì đấy, đến tay các bác luôn. Bốn em là chuyên làm trọn gói rồi mà, cho nên là giá nó hợp lý. Cái thời của các bác là đồng hồ SK, mũ cối, mấy cả chiếc xe Win này đi là lão oai lắm rồi. Mơ ước rồi, nhiều người mơ ước rồi. Đấy đúng rồi. Ngày xưa các cụ cũng chả chạy xô mà xe lạnh được này. Đúng không? Tất cả hoàn thiện. Không, xe của cháu luôn. Đúng rồi, đến tay bác là chọn gói. Nhiều người nhá, các bác mà có xe, các bác có xe mang cho cháu để cháu dọn cũng được. Mà các bác gửi cháu dọn phun từ đầu đuôi cũng được. Như ông anh này, ông ấy là chỉ điện thoại qua mạng thôi. Đấy là anh cọc tiền cho cháu 5 triệu. Là cháu dọn xong xuôi gửi xe bắt đầu anh mới chuyển nốt tiền. Chọn gói. Cứ chọn gói đến tay bác con này. Cho luôn cái gương lên xe đúng không? Mới tinh mà. Nói chung là chọn gói. Honda. Nó là xe xịn nhá, không phải xe tàu đâu. Nhiều người ta không hiểu. Xe xịn 100%. Đúng rồi, không có đề. Thái và Japan và Indo. Bóc qua đi lên xe Hoàng Hà nó không bị xước. Bình thường là cháu tan trở tận nhà chứ. Đấy, ra đúng chỗ mấy bác xe ôm này. Những bác tầm tuổi này, các bác này đúng cái tầm tuổi là chơi Win đấy. Hả? Thế tao anh để trên xe lấy đi. Anh em nhá, em chuẩn bị ship xe đây. Tất cả anh em theo dõi em nhá. Anh em chủ mua thì vui lòng kết bạn Zalo alo cho em qua số 8444888. Đầu số của em là 0358 anh em nhá. Đấy. Mấy bác xe ôm nhìn kết luôn. Gật đầu lia lịa luôn. Ngạc nhiên luôn. Ok anh nhá. Ông anh nhớ nhá, ông anh nhớ là về vặn cái khóa xăng này nhá. Lên trên là xăng nó chảy xuống là dẫn phát lổ đi về. Trong vẫn còn xăng cho anh nhá. Em vẫn đang chờ xe Hoàng Hà đây. Ok.
em tạm dừng video nhá. Chào tất cả anh chị em nhá. Một lần anh chị em chủ mua thì alo cho em dọn cho anh em. Anh em bất kỳ lứa đâu em ship toàn quốc cho anh em luôn. Ok.